Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn vặt gọi là thịt heo sấy khô. Ở đây mình đã chuẩn bị 400g thịt nạc đùi. Các bạn nhớ lựa loại mà không có mỡ và còn nguyên các sớ thịt nha. Đầu tiên là cắt thịt thành từng khối vuông, giống như viên cờ vậy nè. Kế đến là ướp thịt với gia vị. Mình chỉ ướp muối, bột ngọt và nước mắm thôi nha. Không có bỏ đường, bởi vì nó sẽ dễ cháy khi mà mình rang sau này. Thịt mình sẽ ướp trong 30 phút nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào xoong và nấu lên. Mọi người nhớ đảo thường xuyên để thịt không bị cháy nha. Thịt sẽ ra nước như vậy nè mọi người. Mình có thể để lửa nhỏ cho đến khi mà thịt cạn hết nước. Khi mà thịt cạn hết nước rồi và nó có cái màu cánh gián như vậy là được nè. Nhiệm vụ tiếp là đợi cho thịt nguội. Thịt đã nguội rồi, mình sẽ xí nhỏ cái khối thịt thành từng sợi nhỏ đều nhau nha. Lưu ý nhỏ nhỏ là mọi người nên để thịt trong cái xoong mà mình nấu lúc ban đầu á. Để khi xí xong rồi thì mình trộn đều cái thịt với lại cái nước gia vị á, thì thịt nó sẽ được thấm hơn nha. Mình xí xong rồi thì bây giờ mình trộn đều lên. Bây giờ cho thịt đã xí nhỏ vào chảo. Đảo đều để thịt được sấy khô nha mọi người. Mọi người có thấy là thịt đã khô hơn rồi chưa? Mình tiếp tục đảo đến khi nào mà thịt vàng đều và khô lại. Tùy theo á, các bạn muốn ăn dai hay giòn mà mình tăng giảm thời gian mà mình sấy nha. Khi mà thịt còn nóng thì nó sẽ chưa giòn đâu. Đợi thịt nguội hẳn rồi, nếu mà các bạn cảm thấy nó vẫn chưa giòn theo ý thì mình có thể tiếp tục rang thêm 1-2 phút nữa nha. Đừng rang lâu quá nó sẽ bị cháy đó.
Đây là thịt mình đã làm nè. Mình thích ăn dai dai cho nên là như vậy là được rồi. Cái món này có thể ăn kèm với cơm nóng, rất là ngon. Và đặc biệt là dùng để nhâm nhi những cái lúc mà mình coi phim chẳng hạn. Mọi người hãy làm thử cho gia đình mình ăn nha. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần sau. Bye bye.